Cầu Lạch Quèn thuộc dự án đường ven biển tỉnh Nghệ An có chiều dài 642 mét. Đã quá thời hạn bàn giao gần một năm, nhưng đơn vị thi công vừa mới nhận mặt bằng để thi công trụ T2 và T3. Hiện mặt bằng trụ T1 vẫn chưa có, nên chưa biết khi nào cây cầu này mới hoàn thành. Chúng tôi khi nào cũng sẵn sàng về máy móc thiết bị cũng như có nhân lực để triển khai, nhưng mà với cái tiến độ bàn giao thì mình cũng chưa có, hiện tại chưa có, nên chưa biết được cái cụ thể lịch khi nào có bàn giao, nên là cũng chưa biết được cái dự án nó sẽ là trong năm nay hoàn thành được hay không. Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn đến Cửa Lò có tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng. Ban đầu dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 2 năm 2024. Thế nhưng sau 26 tháng thi công, dự án vẫn còn vướng 3,07 km mặt bằng chưa được bàn giao. Bàn giao mặt bằng kịp thời thì chúng tôi sẽ rất là thi công có thể là chậm tiến độ so với tiến độ chung của dự án, và đặc biệt là gây tổn thất rất nhiều về cái chi phí trong quá trình vận chuyển máy móc thi công nhân lực của chúng tôi. Còn dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7 có chiều dài 27,5 km với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 9 năm 2022 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2023. Do chậm tiến độ nên dự án được gia hạn đến tháng 10 năm 2024. Thế nhưng hiện nay, nhiều vị trí chưa có mặt bằng nên việc hoàn thành dự án đúng thời hạn là rất khó. Ngày 16 tháng 2 là mình giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thi công, nhưng đến bây giờ là vẫn chưa thực hiện được. Nhưng cái đó là cũng theo cái quan điểm của ấy thì nó sẽ chậm cái tiến độ, sẽ kéo dài thêm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có nhiều dự án trọng điểm bị chậm tiến độ, nguyên nhân chính là do vướng mặt bằng. Thực trạng này đang gây ra nhiều hệ lụy về kinh tế, xã hội, nhưng chính quyền địa phương nơi có dự án đi qua vẫn bình chân như vậy.